Mất công thôi, chờ khi nó thành tài thì 20-30 năm nữa, chừng đó thì Ferrari chưa có chết, nó đã chết rồi. Tanh giỏi vậy sao con đi được hắn? Đúng rồi. Được, muốn anh ra tay ở đây 10 triệu đặt cọc đi. Ủa, tôi làm gì có nhiều tiền vậy? Ủa, không có tiền sao không nói sớm, đừng có bước tới gần. Cũng không phải là hoàn toàn không có, trong túi của tôi cũng có vài chục ngàn. Lấy coi. Thì có mấy chục đó. Ủa, có mấy chục bạc mà nói mấy chục ngàn hả? Vậy mà cũng dám nói láo. Coi bộ mày không có tiềm chất đi bịp đó. Vậy hả? Đâu có đẹp trai không? Đẹp tàn bạo luôn. Còn mày? Đẹp hơn anh nhiều. Ủa, anh lường gạt luôn cả bản thân hả? Đây là điều kiện tiên quyết của kẻ bịp đó. Ây da, vậy là hay quá rồi.